Sáng 8 tháng 9, trong quá trình cơ động đi đón 11 người dân từ Hòn Dầm Đơn do tàu 984 thuộc quân chủng Hải quân bàn giao, tàu 285 đã phát hiện và cứu được 6 người, gồm 2 người trên xuồng nuôi ngọc trai thuộc khu vực Tùng Sâu và 4 người của xà lan số hiệu HI0496 khi đang suýt bị chìm ở khu vực đảo Tí Tốp, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9, xà lan mang số hiệu HI0496 do thuyền trưởng Trần Văn Sơn điều khiển chở hơn 2.600 tấn xi măng trú bão tại đảo Tí Tốp, tỉnh Quảng Ninh thì gặp nạn và bị chìm. Trên tàu có 4 thuyền viên. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, quân chủng Hải quân đã chỉ đạo sở chỉ huy vùng 1 điều động tàu 984 và xuồng cách khu vực tàu bị nạn khoảng hơn 3 hải lý xuất phát đi cấp cứu 4 thuyền viên. Đến 5 giờ 30 phút 8 tháng 9, quân chủng Hải quân nhận được thông tin có người mắc kẹt tại Hòn Dầm Đơn, Quảng Ninh. Ngay sau đó, quân chủng Hải quân đã chỉ đạo lữ đoàn 170 vùng 1 điều động xuồng cơ động đến khu vực và cứu được 11 người đưa lên tàu 984 và chuyển 6 người bị nạn sang tàu 285 vùng 1 để trở về bờ. Trưa mùng 8 tháng 9, tàu 285 đã đưa 17 ngư dân về bờ an toàn và làm thủ tục để bàn giao cho địa phương theo quy định. Quân y vùng 1 Hải quân đã kiểm tra sức khỏe ban đầu, chăm sóc người bị thương, cung cấp nhu yếu phẩm cho 17 ngư dân. Hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa qua đã có yêu cầu đối với những trường chưa đủ điều kiện thì tiếp tục cho học sinh nghỉ học, tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn mới đón học sinh trở lại trường học. Sáng 8 tháng 9, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội có công văn số 3069 đề nghị trưởng các phòng giáo dục đào tạo, các hiệu trưởng nhà trường khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo cấp có thẩm quyền, bố trí kinh phí khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Theo dõi chặt chẽ thời tiết và tình hình thực tế của đơn vị để chủ động quyết định thời gian học sinh quay trở lại trường, đảm bảo thực hiện tốt khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025. Trong ngày 8 tháng 9, các trường rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nếu đủ điều kiện đảm bảo an toàn thì tổ chức dạy học từ ngày 9 tháng 9. Đối với trường chưa đủ điều kiện thì tiếp tục cho học sinh nghỉ học, tập trung khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn mới đón học sinh quay trở lại trường học. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu với các trường chưa thể đón học sinh trở lại trường theo kế hoạch, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đến trường khẩn trương khắc phục hậu quả của bão, chủ động có kế hoạch dạy bù cho học sinh. Đồng thời, nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý đảm bảo an toàn cho học sinh. Rạng sáng 8 tháng 9, một nhà dân ở xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình bất ngờ bị đất đá trên đồi sạt lở xuống làm đổ sập nhà, khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 0 giờ 5 phút ngày 8 tháng 9 tại xóm Trầm, xã Tân Minh, xảy ra vụ sạt lở đá làm sập nhà dân khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Thời điểm trên, khối lượng đất đá lớn từ trên đỉnh đồi sạt lở xuống làm sập hoàn toàn căn nhà của một người dân. Thời điểm sạt lở vào giữa đêm, trong nhà có 5 người và đã bị vùi lấp. Trong sáng 8 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tới hiện trường phối hợp cùng tỉnh Hòa Bình chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở đất tại huyện Đà Bắc. Hiện tuyến đường tỉnh 433 bị sạt lở nhiều do cơn bão số 3 gây tắc đường. UBND huyện Đà Bắc đã chỉ đạo thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động các lực lượng công an, dân quân cùng người dân đến cứu nạn cứu hộ. Cũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của bão số 3, từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 8 tháng 9, khu vực các huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong và thành phố Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hòa Bình, dự báo ngày 8 tháng 9, khu vực các huyện nêu trên và thành phố Hòa Bình tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy tại các huyện Lạc Thủy, Tân Lạc là 10-20mm, Lạc Sơn 10-40mm, Mai Châu từ 10-50mm, Đà Bắc là 10-70mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương, đặc biệt là huyện Mai Châu, Pao La, Trường Châu, Cun Pheo, Đồng Tân, Hang Kia, Mai Hịch, Nà Phòn, Bà Cò, Sam Khòe, Sơn Thủy, Tòng Động, Vạn Mai. Ở Đà Bắc, Cao Sơn, Đoàn Kết, Đồng Chum, Đồng Ruộng, Giáp Đất, Mường Chiềng, Nánh Nghê, Tân Minh, Tân Pheo, thị trấn Đà Bắc, Tiền Phong, Trung Thành, Vầy Nưa, Yên Hòa, Tân Lạc, Đông Lai, Phú Cường, Thanh Hối, Tử Nê, Vân Sơn, Lạc Sơn, Miền Đồi, Ngọc Sơn. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa báo cáo công tác ứng phó và sơ bộ thống kê thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3. Ngành đường sắt đã giải tỏa nhiều vị trí cây đổ, chắn ngang, hạ tầng dây tàu chạy nhằm đảm bảo thông tuyến một cách nhanh nhất.
Tính đến 7 giờ ngày 8 tháng 9, nhiều vị trí cây đổ vào đường sắt như tuyến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lâm, Hải Phòng, Yên Viên, Lào Cai, Bắc Hồng, Văn Điển đã được tổ chức giải tỏa và thông đường. Còn tuyến Hà Nội Đồng Đăng hiện tại mưa đang rất to, nhiều vị trí cây đổ vào đường sắt, nước ngập đỉnh dây. Đơn vị đang tiếp tục theo dõi giải tỏa để thông đường trong thời gian nhanh nhất. Riêng tuyến kép Hạ Long Cái Lân, Mai Pha Na Dương, tuyến Chí Linh Phả Lại, nhiều cây và cột thông tin đổ vào đường sắt. Đơn vị đang tổ chức giải tỏa đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất. Ga Yên Cư, ga Hạ Long, trụ sở công đoàn Yên Cư, trụ sở công đoàn Cái Lân bị tốc mái. Mái che ke Hạ Long bay toàn bộ ốp diềm, mái che ke cơ bản. Ngày 7 tháng 9, khoảng 500 người dân địa phương ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện và nhặt hàng tấn cá trong lồng bè trôi dạt vào bãi biển do ảnh hưởng của bão số 3, có tên quốc tế là bão Yagi. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban dân phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng đã xuống khu vực biển bãi đá đen thuộc khu 1 phường Bình Ngọc, thấy có khoảng 500 người dân ở nhiều địa phương tại thành phố Móng Cái đang nhặt cá dạt vào bãi biển. Cạnh đó phát hiện một chiếc lồng bè rộng hàng trăm mét được bao quanh bởi lưới để giữ cá. Trong lồng bè có nhiều cá vàng ánh, xung quanh lồng bè thì lưới bị thủng rách nhiều. Ước lượng số cá người dân thu được khoảng 1 đến 3 tấn. Loại cá này mỗi con có trọng lượng trung bình khoảng 0,4 đến 0,7 kg và có giá khoảng 100.000 đồng một kg. Cho đến sáng nay, ngoài biểu hiện có hai lồng bè tương tự khác đang trôi dạt trên khu vực biển đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nhiều khả năng theo hướng gió sẽ trôi dạt vào khu vực bãi biển phường Bình Ngọc, phường Trà Cổ thuộc thành phố Móng Cái, các lực lượng chức năng đang lên phương án xử lý. Theo xác minh và nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các lồng bè nuôi cá vàng ánh nêu trên là của các cơ sở nuôi thủy hải sản của nước ngoài do ảnh hưởng của bão số 3 nên đã trôi dạt về phía biển của phường Bình Ngọc thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trong báo cáo sáng nay 8 tháng 9, Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết bão số 3 có tên quốc tế là bão Yagi đã gây ảnh hưởng và làm thiệt hại một số cơ sở hạ tầng viễn thông. Thống kê ban đầu, có 7 tuyến cáp quang liên tỉnh bị đứt, 27 cột phát sóng gãy đổ, 6.285 trạm bị mất điện trong bão. Cụ thể, 7 tuyến cáp quang liên tỉnh, 12 tuyến truyền dẫn nội tỉnh bị đứt, ngoài ra 27 cột phát sóng di động bị gãy đổ, 6.285 vị trí trạm bị mất liên lạc di động do mất điện. Bên cạnh đó, trong cao điểm của bão, nhiều thuê bao cố định tại Hải Phòng, Quảng Ninh bị gián đoạn dịch vụ. Tại Hà Nội, người dân ở một số chung cư cũng mất kết nối Internet cố định từ đêm 7 tháng 9. Trước các thiệt hại về cơ sở hạ tầng do bão, Cục Viễn thông cho biết đã chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ lẫn nhau cùng khắc phục sự cố với mục tiêu trong ngày 8 tháng 9 sẽ khôi phục thông tin liên lạc, đồng thời điều phối lực lượng phương tiện, thiết bị từ các tỉnh lân cận tới khu vực chịu ảnh hưởng nặng. VNPT cho biết đã triển khai chạy máy phát điện 20 xe phát sóng lưu động, dự kiến trưa nay khôi phục liên lạc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hơn 1.700 vị trí của nhà mạng Viettel đã được khắc phục trong sáng nay.